Đây, hiện là chúng ta đang có mặt ở bên trong công viên nội khu của phân khu S1. Đây là chúng ta vừa mới đi nhận nhà của tòa S105. Đây là S106. Công viên nội khu nè, khu này chỗ này để dành cho vui chơi cho em. Đây là cái khu vực mà dành cho khu vực năng động cho trẻ em, những cái trò chơi vận động, đu dây này nọ rồi trượt, thì trẻ em vô đây là chắc chắn là rất là thích nè các anh chị. Những cái máy tập là khá là tốt nha. Thì phân khu S1 chúng ta có 6 lốc, S102, 102, 03, 05, 06 và 07. Để công viên mà sẽ chảy dài xuống tới đây, rất là rộng nè. Xa xa là chúng ta có khu vui chơi. Đó, khu tập sân tennis, sân bóng rổ. Ok rồi. Đây. Rồi, ok.